mẹ cũng không bao giờ mẹ để cho người ta nói là cái bóng của Phi Nhung. Mẹ sẽ cho con đi con đường mới. Nhung rất là thoáng, Nhung không có phải là một cái hát nhạc dân ca, nhưng mà tính sống theo mấy con từ hồi xưa, từ nhỏ tới lớn, nên để tôn trọng những cái cá tính riêng của mọi người. Dạy con không được đánh, nhưng mà đánh con là mình phải ở cùng. Nên nếu dạy không được thì cho vô trại lính, lính dạy một năm, mình trả tiền một năm. Như ví dụ như con mấy ông tổng thống Trump này kia nào, ông cũng cho vô trại lính dạy hết, chứ đâu phải là cái tuổi nào ông cho vô hết nữa. Cách đây không lâu, Phi Nhung bất ngờ đăng đàn trên trang cá nhân tố con nuôi là Hồ Văn Cường không ngoan, có dấu hiệu mắc bệnh sao và cho biết mình không dạy được nên phải nhờ cộng đồng mạng dạy con. Việc này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, trong đó nhiều người ủng hộ thái độ cứng rắn, quyết liệt của Phi Nhung, nhưng cũng không ít người khuyên cô không nên đưa việc này lên mạng xã hội. Chị rất là nghiêm khắc, rất là không phải nói là nghiêm khắc vô cùng đó. Đôi lúc Nhung làm mẹ, đôi lúc Nhung làm bạn, đôi lúc Nhung làm chị, nó đủ thứ trò hết với mấy đứa này nè. Nhưng mà Cường thì hơi bị khó dạy và khó gần, trước khi nó đang tới cái tuổi này và nó ở trong cái showbiz nữa. Nên chị cũng phải đọc cái sách tâm lý để mà chị nói chuyện với Cường. Chị cũng phải tâm lý lắm chị mới nói chuyện được với nó. Tại vì nó là cái người của quần chúng nữa, nên khi mà la lớn hay là cái gì đó cũng đâu có phải dễ đâu. Nên chị bị, nói chung là chị bị áp lực với Cường cũng nhiều. Trong nhà không ai nói, ngoài chị Nhung. Không phải thấy vậy chứ đâu phải là hiền đâu. Dữ lắm luôn. Nói chung là mẹ thương, giống như là hồi xưa là hỏi chút là vậy nè. Nhưng mà bây giờ là hết rồi. Hồ Văn Cường cho biết sau khi mẹ nuôi đăng đàn trên trang cá nhân, em rất buồn nhưng hiểu rằng lúc đó mẹ giận quá nên mới làm vậy. Quán quân Việt Nam Idol Kids chia sẻ em không giận hay trách móc mẹ vì thấy mình đã sai nhiều lỗi. Tối hôm đó hai mẹ con đã nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề. Nói chung là hai mẹ con rất là khó khăn. Khi mà Cường bước vô trong cái trường ở Sài Gòn, Cường cũng bị áp lực. Mới bị lớn mà vừa có tên tuổi mà còn vừa học ở trong trường. Rồi chữ ước cô gái rất là tội nghiệp, có rất là nhiều cái áp lực. Nhiều lúc chị cũng rất là buồn, muốn giúp cho con mình nhưng mà bây giờ giúp làm sao được, phải cho nó phải đối diện với nó, học là quan trọng nhất. Cả năm nó mới thoát khỏi được cái sự mà cả năm nó mới thoát được cái sự tự kỷ, nó không có tự tin. Giờ trong trường em quậy, anh đi học từ sáng tới tối về chỉ ở trong phòng, về trong phòng thôi chứ tối rồi mình phải ở trong phòng làm công bài. Chị rất là sợ, tại vì chị chứng kiến, chị đi hát 30 năm trong cuộc đời của chị. Chị chứng kiến hết gia đình người ta có con, có cái dạy như thế nào. Chị chứng kiến hết, có như giàu nghèo gì chị cũng chứng kiến hết rồi. Cái kinh nghiệm rất là nhiều đối với những cái đứa con của chị. Thành ra cỡ này là bắt đầu là chị phải lo cái từng cái này trước cái đã. Khi mà chị biết em bán như vậy cũng là một cái sự suy nghĩ không thể tưởng tượng. Nó sẽ mất đi cái sự thích của khán giả đối với Nhung, nó mất đi được là hết 80%. Nhưng mà mặc kệ, chị không cần biết, giữa chị và Cường biết thôi. Con nghĩ sao con chị nó trở thành một cái đứa giỏi là ok, đứa ngoan là xong rồi đó. Bây giờ là nó đã trải qua rồi đó, bây giờ nó tự động nó biết rồi, tự biết bạn phải làm gì và không cần phải nói một cái gì nữa. Hồ Văn Cường chia sẻ, hiện em đang học lớp 12 nên việc học rất nặng, bên cạnh đó còn phải cân bằng với việc ca hát để mọi người không quên mình. Trong tương lai, em muốn được học marketing hoặc tổ chức sự kiện và việc này được mẹ nuôi ủng hộ.